kỳ này cô cho khó quá à. Mình cũng thấy vậy đó. Mình chỉ biết xài chứ đâu có biết tiết kiệm nước đâu. Tiết kiệm nước là phải như thế nào? Hả? Mình có cách rồi. Chào các bạn, mình nhẹ nhàng làm bài kiểm tra đây. Cô giáo nói chúng ta phải tiết kiệm nước là tiết kiệm tiền. Cô giáo nói đúng đó con. Thì gia đình mình cùng thi đua xem ai tiết kiệm nước nhiều hơn đi. Nhất trí. Tiết kiệm tiền, mẹ nhất trí luôn. Nước sẽ tự động tưới theo giờ. Ba, nước chảy từng giọt kìa. Hay quá đây. Tưới nước nhỏ giọt như vậy vừa tiết kiệm nước và tiết kiệm thời gian luôn. Ba con không? Còn con, tiết kiệm nước như thế nào? Con hả? Điểm 10 là cái chắc. Đây là bài kiểm tra và tiết kiệm nước. Đớm ăn cắp ý tưởng của ba mẹ nha. Con chỉ học hỏi kinh nghiệm của ba mẹ thôi mà. Lớn già đầu mà còn bị con nít nó dụ nữa. Đớm của ba được điểm 10 là ba mẹ vui rồi. Cảm ơn ba mẹ.